Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Thái Châu, tên thật là Trương Chiêu Thông, ông sinh năm 1951 tại Sài Gòn, là con nhà nòi, có sẵn chất giọng trời phú. Thái Châu như thể được sinh ra cho sân khấu. Ông thành danh trước năm 1975 là cái tên hàng đầu của dòng nhạc trữ tình, lãng mạn trước giải phóng. Thái Châu là con trong một gia đình có truyền thống cải lương, cha ông từng giữ chức phó giám đốc công ty cải lương Kim Trung, nổi đình đám toàn miền Nam những năm 1975. Còn mẹ ông là nghệ sĩ cải lương Kim Nên, bà nổi tiếng cùng thời với những ngôi sao lớn thời bấy giờ như Út Trà Ôn, Thanh Tao. Với nền tảng âm nhạc của gia đình, Thái Châu được rèn luyện khả năng cảm âm từ bé. Ông được kỳ vọng sẽ trở thành người kế thừa sáng tác của nghệ sĩ Kim Nên. Nhưng khi lớn dần lên, ông lại tỏ ra say mê tân nhạc hơn là cải lương truyền thống. Thường được theo chân mẹ đến các phòng trà lớn nhỏ để trình diễn, những tưởng mọi thứ sẽ thật dễ dàng với Thái Châu. Nhưng dường như không có con đường nào trải đầy hoa hồng. Một ca sĩ trẻ thiếu kinh nghiệm, chưa có khán giả, Thái Châu thường bị o ép. Anh thường phải chờ đợi rất lâu mới được ra sân khấu. Kể về những tháng ngày khổ cực ấy, ông ngậm ngùi cho biết: "Tôi về ban nhạc Ngọc Chánh, bao giờ cũng là người hát sau cùng. Bầu show có dặn 8:30 nhưng đến 10 giờ tôi mới được ra sân khấu. Đêm nào cũng vậy, đến lúc tôi hát thường chỉ còn khoảng 10 khán giả ngồi xem. Về nhà tôi mất ngủ, nằm khóc ướt cả gối. Tôi đâu dám kể cho ba má tôi biết, bởi mang tiếng con nghệ sĩ Kim Nên mà bị ăn hiếp thì nhục lắm. Tôi tự dặn lòng phải hát cho thật hay, tạo được tên tuổi thì không sợ ai ăn hiếp. Và tôi đã bền bỉ chịu đựng. Má tôi tuy hoạt động ở ngành cổ nhạc nhưng có nhiều kinh nghiệm biểu diễn. Bà vẫn an ủi, động viên tôi, hãy đi lên bằng chứng tài năng của mình." Sau ba va vấp, ông cũng đã chứng minh được tài năng của mình. Thái Châu tự hào cho biết những bài hát khi ấy của ông bao giờ cũng đứng nhất. Các ca khúc này là của riêng ông, trước đó chưa ai hát, sau này cũng chẳng ai dám hát. Nổi danh bằng nhiều bản tình ca hay những giai điệu mang âm hưởng cách mạng, Người Lính Cụ Hồ, Thái Châu luôn biết cách khiến người nghe thuận thức theo từng giai điệu, lời ca. Những bài hát gắn liền với tên tuổi của ông, những bản nhạc vàng đi cùng năm tháng có thể kể đến như Tôi Đưa Em Sang Sông, Tình Như Mây Khói, Bài Thánh Ca Buồn, Hương Tình Yêu, Phượng Hồng. Thái Châu trở thành hiện tượng của âm nhạc Việt khi đó, ông trở thành ngôi sao sáng giá nhất trên bầu trời nghệ thuật Việt Nam. Có thể nói giọng ca Thái Châu đến tận ngày nay cũng chưa có ngôi sao trẻ nào đủ sức thay thế. Năm 1991, Thái Châu theo chân gia đình sang Canada định cư. Cuộc đời ca sĩ của ông bất ngờ rẽ hướng khi đang ở trên đỉnh cao danh vọng, nơi xứ người, chẳng ai biết Thái Châu là ai. Ông phải làm lại từ đầu. Nhưng nghiệp đã vận vào người thì chỉ có thể đi theo nó mà thôi. Ở bất cứ đâu, ông vẫn là ca sĩ. Cái dòng máu ấy đã chảy trong người thì sao có thể làm khác được. Bởi thế người ta vẫn thấy một Thái Châu cháy hết mình với niềm đam mê của mình. Với tâm niệm nên biết dừng lại đúng lúc sẽ không để khán giả chán mình. Thái Châu sẽ hát cho đến lúc cảm thấy mình không còn dành cho âm nhạc nữa. Ông sẽ tổ chức đêm nhạc cuối cùng như một cách giả từ sân khấu đẹp đẽ nhất. Thái Châu có cuộc sống yên bình bên người vợ gắn bó với ông hơn 20 năm. Khác với nhiều ca sĩ có lối sống phóng khoáng, thoải mái trong chuyện tình cảm, Thái Châu lại thể hiện là người đàn ông chung thủy, son sắt bên bạn đời của mình. Các con đều đã trưởng thành nhưng không ai nối nghiệp ca hát của bố. Ông chia sẻ, tôi không có người nối nghiệp, nhưng với tôi như vậy đã là trọn vẹn nhất rồi. Ông trời đối với Thái Châu thực sự quá ưu ái. Có một sự nghiệp thành công, một gia đình hạnh phúc, có thể nói mọi thứ chỉ cần như thế là đủ với nam danh ca Thái Châu. Khi đã ở cái tuổi thất thập, ông dường như đang có cái được. Với nam danh ca Thái Châu, khi đã ở tuổi thất thập, ông dường như đang có được cái niềm vui của sự mãn nguyện. Với hơn 50 năm đứng trên sân khấu, danh ca Thái Châu vẫn giữ vững phong độ của một ông hoàng nhạc tình. Anh sở hữu giọng hát mà mỗi lần cất lên đủ khiến mọi trái tim phải rung động trước những câu chuyện tình được kể trong mỗi bài hát. Từ khi bước vào nghề, tiếng hát của danh ca Thái Châu được các nhạc sĩ để ý và viết riêng cho anh nhiều bài hát. Giọng hát ngọt ngào cùng lối hát thủ thỉ tâm tình giúp Thái Châu trở thành người đưa những bản tình ca trở thành bất hủ. Suốt những thập niên qua, tiếng hát ấy trở thành ký ức của nhiều thế hệ yêu nhạc. Để rồi khi nghĩ đến những bản nhạc tình,
thì từ trong tâm tưởng của mỗi người đều vang lên tiếng hát của Thái Châu. So với con đường âm nhạc đầy ánh hào quang, những chuyện tình bí ẩn của Thái Châu vẫn luôn là đề tài khiến nhiều người khán giả tò mò. Cho đến nay, nam danh ca luôn kín tiếng trước mọi tin đồn về tình yêu. Chính vì vậy, khi thừa nhận là người từng đau khổ trong tình yêu, Thái Châu khiến khán giả Hãy Nghe Tôi Hát vô cùng ngạc nhiên. Bởi mấy ai nghĩ rằng nam danh ca điển trai đào hoa đến thế cũng có những chuyện tình không trọn vẹn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.